Dạ đây ạ. Mình xem cái tình trạng da của mình nửa mặt làm rồi và nửa mặt chưa làm như thế nào ạ. Nó khác nhau nhiều quá. Dạ thì chị thấy rõ nhất ở đây, em thấy là cái rãnh cười nè của chị bên này nó được nâng lên cũng như là giảm đi cái phần rãnh cười cho mình nhiều lắm ạ. Chị cũng cảm thấy là sau khi cái làm cái nửa mặt bên đây rồi á thì cái da nó có vẻ như nó săn chắc hơn nè, nó mịn màng và nó căng nữa, thấy mừng quá. Ở đây chị thấy thêm một điều là cái phần cung chân này của mình bên này nó cao hơn so với bên này đúng À đúng rồi. không? À, và cái chân mày nó được nâng cao lên và có vẻ như vẻ mặt mình nó trẻ ra hơn bên đây đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ thì bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ cái liệu trình những cái phương pháp mà chị Ngọc đang sử dụng ở BB Thanh Mai được không ạ? À, hôm nay thì mình đã làm là cái công nghệ Otherapy để mà nâng cơ cho cái vùng má. Thì ban nãy thì bác sĩ đã tập trung rất là nhiều cho cái má đường viền hàm này để mình làm cái việc đó là nâng cái cơ phần này lên, làm cho tránh cái chống cái việc đổ sẹo của vùng má này. Và thứ hai là mình nâng cái vùng rãnh mũi má, mình nâng lên bằng công nghệ Otherapy. Và thứ ba mình có đi cái phần Otherapy cho cái vùng mắt này để chống nhăn. À, và mình đã có đi cái phần cung mài để làm cho nó cung mài nó được nâng lên, nó được tươi, con mắt mình hơn, trẻ trung hơn. Thì đây là cái công nghệ làm nâng cơ và tăng sinh collagen rất là tốt. Hiện tại thì Ultherapy được FDA của Hoa Kỳ chứng nhận đó là cái công nghệ mà nâng cơ tốt nhất hiện tại dành cho vùng da, vùng mặt, vùng nọng cổ và các cái vùng da trong body của mình. Thì với cái hiệu quả hiện tại chị Ngọc đang thấy đó thì nó chỉ được khoảng tầm từ 15 tới 20% thôi chị. Từ từ da mình nó sẽ tăng sinh cái lượng collagen và elastin cho da của mình thì sau 3 tháng chị sẽ thấy cái hiệu quả nó đạt tối ưu nhất ạ. Vậy có nghĩa là sau khi làm xong liệu trình hết đó thì Dạ. nó sẽ trong vòng 3 tháng nó sẽ đẹp lên từ từ Dạ luôn. đúng rồi, từ từ da mình nó sẽ đẹp hơn nhiều nữa và trông mình sẽ trẻ ra rất là nhiều. Thì chị Ngọc ơi, trong quá trình chị làm đó chị có thấy đau không chị ha? Không, chị thấy nó rất đâu có đau gì đâu. Dạ Muốn mình ngủ luôn rồi đó. rất là thoải mái đúng không chị? Nói chung là mình trong quá trình làm thì vẫn có cảm giác nhưng mà mình cảm thấy mình chịu được và nằm thư thả được không ạ? Nói chung là chị thấy là nó bác sĩ ở đây làm rất là nhẹ tay và cái liệu trình này thì nó không có gây đau đớn, không có làm cho mình khó chịu gì hết. Thì để không làm mất thời gian của chị Ngọc cũng như là của bác sĩ thì em xin mời bác cũng như mời chị tiếp tục làm liệu trình ạ. Dạ em mời chị. Để có một làn da căng nâng cơ cũng như thon gọn hơn như chị Ngọc, mọi người hãy liên hệ vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà vào buổi livestream tiếp theo nhé.